Dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Ra soát quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trở về địa phương. Quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn văn minh sao đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 8, Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện thị xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, cùng 269 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 11.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực để đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bảo Ninh và nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Phú. Bộ mặt đô thị đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,19% năm 2015 xuống còn 0,5% năm 2020. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, vai trò của mặt trận và các đoàn thể ngày càng rõ nét, sự đoàn kết trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng cường. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Kinh tế xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, có 317 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Đảng bộ thành phố Đồng Hới cũng đã nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm. Bài học nhất là quán triệt đầy đủ, sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng các nghị quyết chuyên đề và tập trung quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Bài học thứ hai, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Bài học thứ ba là quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kết hợp hài hòa và có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng an ninh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Bài học thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, sự tham gia tích cực và đông đảo của người dân vào các nhiệm vụ phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Bài học thứ năm, thường xuyên xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn và dứt điểm những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội cũng đã tập trung thảo luận về 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng xứng đáng với vị trí là một đô thị loại 2, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị: 5 năm tới là giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thuận lợi mới, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Phát triển nhanh và bền vững gắn với không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là quan điểm chỉ đạo và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nói chung và Đảng bộ thành phố Đồng Hới nói riêng trong nhiệm kỳ mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà báo cáo chính trị đã trình đại hội cũng như những ý thảo luận của các đại biểu. Tại diễn đàn quan trọng này, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội lưu ý trong quá trình thảo luận và quyết định. Trước hết, Đảng bộ thành phố phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, trong đó cần đặc biệt chú ý tới mối liên kết với các địa bàn khác trong tỉnh để vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, vừa phát huy được vai trò đi đầu của thành phố, tạo sức mạnh tổng hợp chung của cả tỉnh, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành nhằm tạo các nguồn lực mới cho sự phát triển đi đến của thành phố, tiếp tục tạo bước phát triển mang tính đột phá hơn nữa trong lĩnh vực dịch vụ, tích cực khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên các ngành mũi nhọn có lợi thế của thành phố. Cần tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế động lực cho sự phát triển của thành phố, xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành thành phố du lịch giàu đẹp, văn minh, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của thành phố, nhất là tiềm năng về vị trí địa lý, nguồn lao động, thông tin, khoa học kỹ thuật để phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, không gây ảnh hưởng môi trường, thu hút nhiều lao động, tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công nghiệp phụ trợ theo hướng cung cấp dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho các dự án trọng điểm của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cho đô thị hiện đại. Về lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng vườn đa rau xanh để vừa phục vụ cho nhu cầu của nhân dân, vừa tạo ra nền nông nghiệp đô thị sinh thái thân thiện với môi trường, làm tôn thêm vẻ đẹp của thành phố mang tên thành phố hoa hồng. Thứ hai, song song với phát triển kinh tế phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, cần triển khai các giải pháp đồng bộ về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo xây dựng con người Đồng Hới có nhân cách, lối sống đẹp, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, quá trình đô thị hóa, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống xã hội ngày càng ổn định và tốt đẹp. Thứ ba, tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phối hợp với các sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai tốt các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và phải bảo đảm một không gian đô thị đúng nghĩa của một thành phố du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Thứ tư, Đồng Hới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ thành phố phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, thực sự xem đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy và các tội phạm nguy hiểm khác. Nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở. Thứ năm, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, có chính sách khuyến khích thu hút cán bộ giỏi, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, không còn uy tín trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc và xử lý nghiêm minh những vi phạm trong quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí từ cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác nội chính, phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Kính thưa các đồng chí, một nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bộ ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thường vụ tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, có đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, vừa phải có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị đại hội đề cao trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Ngay sau khi kết thúc đại hội, đề nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, ban hành các chương trình hành động, phân công tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tiến công, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 với 41 đồng chí. Ngày mai 12 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục làm việc với những nội dung như thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21, bầu đoàn đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, góp ý dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã trở về địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai quyết liệt việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 28 tháng 7 năm 2020 đã trở về Quảng Bình trên mọi phương tiện. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. Sở Y tế tiếp tục tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công an tỉnh cung cấp danh sách các trường hợp đã giám sát được cho Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách, cách ly, xét nghiệm, gửi về Bộ Y tế. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kích hoạt khu cách ly y tế tập trung các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thị xã Ba Đồn đã kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề để sẵn sàng đón các công dân về khu cách ly tập trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, đồng thời tổ chức sắp xếp bố trí lại cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác cách ly công dân. Đến thời điểm hiện tại, khu cách ly tập trung của thị xã Ba Đồn đã bố trí sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cần thiết tại các khu cách ly tập trung, đáp ứng tiếp nhận khoảng trên 100 người lưu trú.
Để khu cách ly đi vào hoạt động nhịp nhàng thuận lợi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng sẵn sàng tiếp nhận công dân về khu cách ly của thị xã. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu phòng y tế, chỉ đạo trung tâm y tế thị xã thực hiện tốt công tác điều tra, giám sát dịch tễ, có biện pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn, không để lây lan ra cộng đồng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình, một tàu ngư dân bị chìm, 8 thuyền viên đều được cứu sống. Quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn văn minh sao đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 8, đồn biên phòng Nhật Lệ cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng tiếp nhận số thuyền viên thuộc tàu cá QB91261TS do ông Đoàn Ngọc Toàn, sinh năm 1962, ở thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng, bị chìm tàu cách cửa biển Nhật Lệ 20 hải lý. Hiện 8 thuyền viên trên tàu đều an toàn. Theo đó, lúc 6 giờ 15 phút ngày 11 tháng 8, đồn biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin tàu cá QB91361TS do ông Đoàn Ngọc Toan, sinh năm 1962, trú tại thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng với 7 thuyền viên khi đang hoạt động trên biển thì tàu bị phá nước và chìm tại tọa độ 17 độ 40 vĩ độ Bắc, 106 độ 52 kinh độ Đông, cách cửa Nhật Lệ 20 hải lý về phía Đông Bắc. Sau khi tàu bị chìm, tất cả 8 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá QB92308TS do ông Nguyễn Văn Tiếp ở xã Đức Trạch cứu vớt an toàn. Nhận được tin báo, đơn vị đã chủ động liên lạc với các tàu của xã Bảo Ninh hoạt động gần đó. Sau đó có tàu cá QB91074TS do ông Nguyễn Ngọc Thanh ở xã Bảo Ninh làm thuyền trưởng kịp thời liên hệ và đưa chủ tàu và một số thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh vừa tổ chức đoàn khảo sát trên sông Nhật Lệ, đoạn bờ bắc thị trấn Quán Hào để quy hoạch phát triển vùng nuôi hào, khai thác hào tự nhiên, góp phần nâng tầm thương hiệu hào Quán Hào. Huyện Quảng Ninh có khoảng 500 ha mặt sông Nhật Lệ, từ đoạn thuộc thôn Trúc Ly xã Võ Ninh đến đoạn tiếp giáp với thành phố Đồng Hới, có con hào sinh sống phát triển, trong đó có trên 70 ha thuộc thị trấn Quán Hào có nhiều hào sinh sống và hào ở đây có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Sau khi khảo sát thực tế trên sông Nhật Lệ, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã thống nhất quy hoạch phát triển vùng nuôi hào thương phẩm và tự nhiên trên sông Nhật Lệ đoạn qua thị trấn Quán Hào với diện tích 70 ha, trong đó có 30 ha thực hiện nuôi quảng canh và 5 ha nuôi thâm canh. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã giao cho các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các hồ sơ, thủ tục quy hoạch vùng nuôi hào phù hợp, cho thuê mặt sông, mặt nước, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hộ nuôi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hào Quán Hào để nâng tầm thương hiệu. Nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ 24 trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đã gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận. Những kết quả nổi bật mà thị xã Ba Đồn đã đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định được bước đi vững chắc của đô thị trẻ trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Ba Đồn đã đưa ra những định hướng và chính sách hành động trọng tâm sát đúng với điều kiện, tình hình thực tế nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và từng đơn vị địa phương. Chính vì vậy, kết thúc nhiệm kỳ, 15 trên 19 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24 đạt và vượt kế hoạch. Trên cơ sở xác định các lĩnh vực trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá, kinh tế xã hội của thị xã đã đạt được kết quả tích cực. Trong 5 năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,22%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người, tăng 76,5% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2020, thương mại dịch vụ chiếm 45,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 35,6%, nông lâm ngư nghiệp chiếm 18,7%. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã năng động sáng tạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành, mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã. Vì vậy trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24 đề ra cơ bản đạt và vượt mức đề ra, kinh tế phát triển,
đời sống về vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Ba chương trình hành động gồm chương trình phát triển thương mại dịch vụ gắn với du lịch, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh và chương trình hành động đổi mới công tác cán bộ đã được Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn lãnh đạo triển khai có hiệu quả. Thị xã đã quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh với việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống công viên, cây xanh, tạo môi trường cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã đạt 47%, tỷ lệ hộ nghèo của toàn thị xã hiện chỉ còn 1,65%, giảm gần 8% so với năm 2016. Là một người dân, tôi thấy có những cái đổi thay rất là lớn. Cái đổi thay thứ nhất là về diện mạo của thị xã và của phường, đó là gì? Hệ thống đường, trường học và điện chiếu sáng, điện đường trường trạm đấy, trạm xá là đã có một bước thay đổi căn bản. Và cái thay đổi lớn lao nhất đấy là người dân đã thể hiện được sự tiến bộ, thực hiện cái xây dựng nếp sống văn hóa của đô thị mà tôi thấy là nghị quyết đảng, nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng lần thứ 4 đã đi vào cuộc sống. Về phát triển nông nghiệp, thị xã Ba Đồn cũng đã giảm dần sản xuất manh mún truyền thống, từng bước đưa loài cây con giống mới vào sản xuất. Ba Đồn cũng đã tiên phong trong việc bắt tay vào liên kết sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với các tập đoàn sản xuất nông nghiệp lớn trong cả nước. Những năm gần đây, nhiều dự án động lực trọng điểm được triển khai trên địa bàn thị xã đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Cuối năm 2019, dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan, dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng chính thức được triển khai, đã tạo dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của người dân, hệ thống thủy lợi Rào Nan đã được xây dựng. Cùng với phát triển kinh tế, Ba Đồn cũng đã chủ trọng đến lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường bảo đảm công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ thị xã Ba Đồn đặc biệt chủ trọng đổi mới trên tất cả các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo. Chúng tôi xác định 4 cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đặc biệt trong kinh tế, lĩnh vực kinh tế, đó là cái lĩnh vực nông nghiệp, theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Thứ hai là về cái ngành nghề dịch vụ, xác định là cái ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung chỉ đạo phát triển thực sự trở thành cái ngành chủ lực, làm động lực cho phát triển của Ba Đồn trong cái nhiệm kỳ tới. Thứ ba là tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại và công tác chỉnh trang đô thị để làm thật sự nổi bật cái vai trò của đô thị Ba Đồn đối với cái khu vực phía Bắc của tỉnh. Thứ tư là tập trung làm tốt cái chương trình đổi mới công tác cán bộ. Tự hào với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường xây dựng thị xã Ba Đồn văn minh, giàu đẹp. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phạm thanh truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 đến 85%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 61 đến 86%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 77%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 đến 85%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 61 đến 77%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 74%. Khu vực thị trấn Quảng Hào, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 75%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 74%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2020, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%.